dục tình. Những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn dần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng hạnh nhân. Lại nói giống như Kinh Di Đà thuyết thử vô tịch cù lao tu chứng, chẳng cần cực nhọc để tu, đáng trì danh hiệu kinh đăng bất thối. Chỉ cần trì danh hiệu này thì có thể vãng sanh viên chứng tam bất thối. Kỳ đặc, kỳ là kỳ diệu, đặc biệt, cùng pháp môn khác không giống nhau. Thắng diệu là thù thắng vi diệu, siêu xuất tư nghị đệ nhất phương tiện, cảnh vi nàng trung chi năng. Quá khó, quá khó, pháp môn này quá khó. Khó tin, tu hành thì dễ tu. Pháp môn này là khó tin nhất, nhưng dễ tu nhất. Là một pháp môn như vậy, thành tựu so với bất cứ pháp môn nào đều nhanh hơn, so với bất cứ pháp môn nào đều cao hơn. Vậy trong số các bạn đồng tu, trong một đời này gặp được pháp môn này, thật tại vô cùng hy hữu, khó có được. Chúng ta phải tu cách nào mới thật sự có hiệu quả, đặc biệt là đối với thanh niên, những người có việc làm, có gia đình, có gánh nặng gia đình, phải nên tu cách nào? Điều này chúng tôi hết sức quan tâm. Hiện nay cái xã hội này đã bước vào giai đoạn khoa học kỹ thuật cao, mỗi người đều làm việc bận rộn, sức ép của cuộc sống nặng nề, phải tranh từng giây từng phút, làm gì có thời giờ để niệm Phật. Cho nên các bạn đồng tu, nếu thật tu thì nhất định phải làm định khóa. Định khóa này tức là công khóa sáng tối. Công khóa sáng tối quyết định không thể thiếu. Công khóa sáng tối làm sao đặt ra? Lấy thập niệm pháp, thời gian rất ngắn. Thập niệm pháp là niệm hết một hơi gọi là một niệm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một hơi gọi là một niệm. Niệm 10 hơi. Thời gian không dài. Buổi sáng thức dậy, rửa mặt, súc miệng xong, trong nhà có tượng Phật, hướng về tượng Phật, làm công khóa sáng của anh. Ban đêm trước khi đi ngủ, sau khi rửa mặt xong, đứng trước tượng Phật làm khóa tối. Thời gian rất ngắn, đại khái 3 phút là đủ. Dù anh có bận thế mấy, mỗi ngày ngay thời gian 3 phút mà anh không có hay sao, thì anh sắp chết rồi, vì bận mà chết. Dù sao cũng không thể thiếu. Điều này quan trọng. Ngoài việc này ra, chúng ta phải thường thường đừng quên mất A Di Đà Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, điều này rất quan trọng. Bình thường trong cuộc sống phải tu cách nào? Chúng ta mỗi ngày ăn 3 bữa. Trước khi ăn 3 bữa cơm, chắp tay, những người thường thì chắp tay niệm chú cúng dường, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường nhất thiết chúng sanh. Đây là ngày thường mọi người đều niệm. Chúng ta chuyên tu tịnh độ, không làm những thứ phiền phức này. Chúng ta chắp tay niệm A Di Đà Phật 10 tiếng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thì bắt đầu ăn cơm. Anh xem, 3 bữa cơm anh không quên A Di Đà Phật. Đây là nhớ Phật, niệm Phật. Anh không quên. Lúc đi làm, đến sở sở bắt đầu đi làm, trước giờ làm việc, chúng ta chắp tay cũng niệm 10 câu Phật hiệu.
mới bắt đầu làm việc. Như vậy, một ngày anh có thể tu 6-7 lần. Về thời gian, chưa đến 1 phút. Thời gian ngắn, tôi mỗi ngày tu 6-7 lần. Nếu thêm vào qua sáng tối là 8-9 lần. Thời gian ngắn, số lần nhiều, vô cùng có hiệu quả. Nếu anh thật sự làm được như vậy, thì trong một đời này, vãng sanh tịnh độ là tuyệt đối thành công. Đây là đối với người công việc bận bịu, có gánh nặng gia đình, thì anh dùng phương pháp này đối với công việc của anh, đối với gia đình, sự nghiệp của anh chẳng có tí trở ngại nào cả. Phương pháp này hay lắm. Còn có các thứ khác là tán niệm. Khi nghĩ đến là niệm A Di Đà Phật, như vậy là tốt. Pháp môn này quả thật là khó tin mà dễ tu. Lại xem một đoạn phía dưới. Nhược bất thâm chi kỳ thẩm nan. Đây tức là đoạn phía trước. Quý vị xem trong 5 điều, mỗi một điều đều khó khăn, thật khó. Chúng ta muốn liễu sanh tử, xuất tam giới, kiếp sau không vào lục đạo luân hồi, còn khó hơn là lên trời. Nếu anh chẳng sâu sắc biết được, việc này là thật khó. Tương vị cánh hữu việt pháp khả xuất ngũ trọc. Ngũ trọc tức là lục đạo. Anh vẫn tưởng rằng còn có phương pháp khác có thể liễu sanh tử, xuất tam giới hay sao? Ý này là nói với anh, ngoại trừ phương pháp này ra, chẳng có phương pháp thứ hai nào nữa. Nếu anh không tin, phía trước ngũ trọc đó, anh có khả năng gì vượt khỏi chăng? Nếu không có khả năng vượt khỏi, vậy thì cứ lão thật mà niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh chỉ có một con đường này mà thôi. Bồng bột trạch lý, lý hí luận phân miên. Hai chữ bồng bột là tỷ dụ. Phật trong kinh Pháp Hoa tỷ dụ cho hỏa trạch, tức là căn nhà lửa. Như căn lầu lớn này, lửa đã bốc cháy đến rồi, nhưng hiện giờ chưa cháy đến căn nhà của anh. Anh còn ở trong đó nô đùa vui sướng, anh còn ở đó mê hoặc điên đảo, lửa sẽ cháy ngay đến ngay. Ví dụ cho việc này, tam giới hỏa trạch. Trong tam giới chẳng có nơi nào an ổn cả. Hí luận phân nhiên, chữ hí luận này là các thứ học thuyết, các thứ lý luận, triết học, cho đến bao gồm luôn cả khoa học kỹ thuật, đều gọi là hí luận. Tại sao vậy? Vì nó không thể giúp cho anh giải quyết được vấn đề. Sanh tử sự đại, không thể giải quyết vấn đề sanh tử, không thể giúp cho chúng ta ra khỏi tam giới, siêu việt luân hồi. Đó cả thảy đều gọi là hí luận. Y theo như bổn tông, theo bổn pháp môn mà nói, ngoại trừ tín nguyện trì danh ra, cho dù bộ Đại Tạng Kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng đó cũng đều gọi là hí luận. Nhưng đó là Phật nói, tại sao gọi là hí luận? Phật giảng đó đều có đạo lý, nhưng đối với tôi vô dụng. Với bộ Đại Tạng Kinh kia, tôi không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới, thì bằng như là hí luận. Có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, chỉ có tín nguyện trì danh. Nếu quý vị đem sự thật này hiểu rõ rồi, thì hôm nay tôi giảng về quy pháp với quý vị, quý vị mới biết được dụng ý sâu biết chừng nào. Quy là hồi đầu. Từ đâu mà hồi đầu? Từ chỗ có tất cả kinh giáo hồi đầu, ta đều chẳng cần nữa. Nào là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Tướng, Duy Thức, tất cả đều không cần nữa. Ta từ đó quay đầu trở lại, chuyên môn nương tựa kinh Vô Lượng Thọ, nương tựa kinh A Di Đà. Tại vì sao?
vì kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà thật sự có thể giải quyết vấn đề của tôi, thật sự có thể giúp tôi liễu sanh tử, xuất tam giới. Những đại kinh đại luận kia tuy là cao, đối với tôi vô dụng, tôi cũng xem không hiểu. Phương pháp lý luận quá rườm rà, tôi cũng học không nổi. Tôi còn phải xả bỏ hết, từ nơi đây quay trở lại, tôi phải quy y kinh A Di Đà. Điều này tuyệt đối chẳng phải đi ngược ý của thầy, là tôn trọng lối dạy của thầy đấy. Tùy thuận chư Phật chân thật giáo hối. Câu chân thật giáo hối này tức là kinh Di Đà, tức là tín nguyện trì danh, là chân thật giáo hối của tất cả chư Phật. Một tí hoài nghi đều chẳng có, một tí mê hoặc đều chẳng có. Tín nguyện kiên định như thế đó. Vậy tức là khi nãy đã nói Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, anh đã ghi sổ rồi, đã báo danh rồi, có thể đi bất cứ lúc nào, thì chẳng phải người của thế giới Ta Bà này nữa rồi. Tây Phương Thế Giới nếu như không báo danh được, không ghi sổ được, vậy thì anh là người trong lục đạo luân hồi rồi, bất kể anh tu pháp môn nào. Nếu anh không có khả năng vượt khỏi ngũ trọc ác thế thì anh quyết định đi luân hồi. Đã là đi luân hồi thì anh quyết định sẽ đọa tam ác đạo. Đây là chân tướng sự thật đang bày ra trước mặt chúng ta. Không thể nào không biết, không thể không cảnh giác. Đây gọi là hí luận phân nhiên. Tất cả kinh Phật giảng, chúng ta đều đem nó xem như là hí luận, điều không cần nữa. Nào Bát Nhã, A La Hán gì đó, tổ sư đại đức giảng đó cũng không cần nữa. Duy thân tri kỳ thẩm năng, phương khẳng tử tận thâu tâm. Có cái tâm cầu may, có cái tâm đầu cơ thủ xảo đó, lại còn đi xem đại kinh đại luận, còn đi xem các pháp môn khác, đó đều gọi là thâu tâm. Chúng ta hãy đem cái niệm đó tẩy rửa cho sạch sẽ, rút ráo. Từ hôm nay trở đi, một lòng một dạ, chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Tây Phương Tịnh Độ. Chúng ta đem Tây Phương Tịnh Độ, A-di-đà Phật tín nguyện trì danh, xem như là vật quý báu đệ nhất trong đời này của chúng ta. Niệm niệm đều không thể đánh mất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nơi trong kinh cứ mãi nói về việc này là khó. Nàng tín chi pháp, ngũ trọc khó vượt, sanh tử khó dứt, luân hồi khó ra. Điều này là thật. Phiền não khó đoạn, trí tuệ khó khai, anh đều phải biết. Nhiên hậu anh mới biết được cái đáng quý của pháp môn này. Phật chính là vì chúng ta. Pháp môn nào đối với chúng ta quá khó, chúng ta đều không cách gì học thuộc, học được. Phật đem pháp môn này trao cho chúng ta, khiến cho chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu. Dặn dò chúng ta phải nên biết. Biết được rồi thì mới trân quý pháp môn này, mới hết lòng tu học pháp môn này. Điều sau đây là Ngẫu Ích Đại Sư, sau khi toàn phần yếu giải viết xong, ngài có một bài bạc văn ngắn. Trong bài bạc văn có mấy câu nói như sau, chúng ta đem nó đề ra cũng là để khuyến khích chung. Kinh văn: mạt pháp ức ức nhân tu hành. Đây là chỉ cho chúng ta hiện nay sanh vào thời kỳ mạt pháp, người tu hành nhiều, hãn nhất đắc đạo. Chữ hãn là hiếm hoi, khó có được một người thành tựu. Ức ức người tu hành, khó có được một người thành tựu. Nói một cách khác, ức ức người tu hành, một người thành tựu cũng chẳng có. Đây là lời nói thật. Tại sao vậy? Muốn thành tựu thì phải đoạn phiền não. Chúng ta tham sân si mạng, thị phi nhân ngã có đoạn được không?
anh tham thiền có đoạn được không? Anh học mật có đoạn được không? Phiền não phải đoạn, vọng tưởng phải đoạn, anh đoạn được vọng tưởng không? Đừng nói chi những thứ khác, chỉ hai việc này mà thôi, hai việc này mà đoạn không nổi thì không hết cả, tu cái gì cũng uổng công, đều không thể thành tựu. Duy y niệm Phật đắc độ. Niệm Phật vì sao lại được độ? Không cần đoạn phiền não, không còn đoạn vọng tưởng, chỉ cần tin sâu thiết nguyện, chấp trì danh hiệu thì được vãng sanh, thì chúng ta mới đi được. Nếu như niệm Phật cũng phải đoạn phiền não, đoạn vọng tưởng thì là hỏng hết cả, chúng ta cũng chẳng còn mong mỏi, cũng chẳng còn hy vọng nữa. Cho nên quý vị phải biết sự thù thắng của pháp môn này là tại đây. Ô hô, đây là từ cảm thán. Kim chánh thị kỳ thời ấy, chúng ta ngày nay chính là lúc này, chính đúng lúc gặp được pháp môn này. Xả thử bất tư nghị pháp môn, kỳ hà năng thục. Giả như chúng ta không tiếp thọ pháp môn này, không tin, đem pháp môn này bỏ mất, ý nghĩa phía dưới là nói hết thuốc chữa rồi, không thể nào tìm lại được pháp môn này để độ mình. Chỉ có duy nhất pháp môn này. Hôm nay pháp hội của chúng ta đã viên mãn, mong rằng chúng ta từ hôm nay trở đi, mọi người hết lòng nỗ lực tu học, trong một đời này quyết định sanh về Tây Phương tịnh độ. Sanh đến Tây Phương thế giới quyết định là bất thối thành Phật. Trong một đời này thành tựu viên mãn, pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Pháp hội đến đây đã viên mãn. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Tôi nghe như vậy một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc Thanh Xá về, do các cô độc phát tâm hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diếp, ngài Xa Lợi Phật, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiên Diên, ngài Câu Hy La Chú, ngài Ba Làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười. Tâm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Các đồng tu học Phật đối với hồi hướng đều rất quen thuộc. Thế nhưng hồi hướng không phải là một chuyện dễ. Chúng ta lấy cái gì để hồi hướng? Không phải là đọc một câu hồi hướng này thì sẽ có hiệu quả. Chúng ta từ đoạn kinh văn này mà xem, phải dùng văn danh hệ niệm phát tâm bất thối, thực chúng đức bổn để hồi hướng. Chúng ta hãy suy nghĩ mỗi ngày chúng ta lấy cái gì để hồi hướng. Chúng ta phải hiểu rõ, hồi hướng tức là phát nguyện. Ở chỗ này Phật dạy cho chúng ta hồi hướng
là dùng trí tâm. Trí tâm là chân thành đến chỗ cùng cực, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Đều phải xả bỏ hết thế pháp và Phật pháp, thì cái tâm này mới gọi là trí tâm. Nếu vẫn còn lưu luyến thế gian này, vẫn còn có chút lưu luyến danh lợi, ngũ dục lục trần, các thứ hưởng thụ, thì không phải là trí tâm. Niệm Phật như vậy thì rất khó vãng sanh tịnh độ. Chỉ có thể trồng một ít thiện căn trong tịnh tông trong đời này, không thể vãng sanh. Nếu muốn trong đời này được vãng sanh tịnh độ, nhất định phải buông bỏ hết tất cả thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Lần này tôi đến Hồng Kông giảng kinh, có vị đồng tu viết thơ gửi cho tôi. Hoàn cảnh cuộc sống của ông ta rất là cực khổ, ban đêm phải làm việc, cho nên không thể đến nghe kinh. Ông ta nêu ra một câu hỏi. Ông ta nói: trong đời này tôi không có làm chuyện ác, thường hay giúp đỡ người khác, tại sao tôi gặp phải rất nhiều tai nạn? Ông ta hỏi tôi có cách nào hóa giải được những tai nạn đó hay không. Ngày hôm qua sau khi tôi trở về, các đồng tu ở đây cũng có gặp phải chuyện giống như vậy. Họ nói cho tôi biết cái chuyện này không phải chỉ có một hai người, mà là có rất nhiều người gặp phải chuyện như vậy. Cái thân chúng ta cũng hành thiện, cũng chịu tu phước, cũng chịu giúp đỡ người khác, vì sao lại gặp phải rất nhiều tai nạn mà không thể tránh khỏi? Cái chuyện này khiến cho tôi nghĩ đến sự tích Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Trước kia chúng tôi đã từng giảng qua rất tường tận, có thâu băng cassette để phát hành. Du tiên sinh là người có học, người có học thì hiểu lý, bình thường cũng tự cho mình là người thích làm việc thiện, thường hay giúp đỡ người khác. Y theo lời dạy của Thánh Hiền, vì sao ông ta cũng gặp phải nhiều chuyện bất hạnh? Trong tâm của ông ta cũng oán trời trách người, nói Phật Bồ Tát có lỗi với ông, ông trời cũng có lỗi với ông. Ông ta còn viết bài văn sớ và đốt bài văn sớ ở trước bàn thờ Táo Thần. Thật không ngờ Táo Thần đã hiện đến để độ hóa ông. Táo Thần nói việc làm của ông không trái với lương tâm, nhưng ông đã tạo nghiệp chướng mà tự ông cũng không biết. Tuy miệng ông khuyên mọi người hành thiện, thân của ông cũng không có làm chuyện sai quấy, nhưng cái ý của ông bất thiện, tâm của ông bất thiện,
giống như một cây đại thụ, tâm là cái gốc, ý tức là ý niệm là gốc cây, thân thể tạo tác là cành cây, miệng nói năng là lá cây. Cành cây và lá cây vẫn còn tốt tươi, nhưng gốc cây đã hư, thì làm sao có thể cứu được? Hết cứu. Cho nên cổ thánh tiền hiền dạy cho chúng ta tu hành đoạn ác tu thiện. Từ chỗ nào bắt đầu tu? Từ căn bản mà tu. Căn bản là tâm. Ngày nay chúng ta rất nhiều người đã phạm lỗi lầm vì không biết căn bản. Tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, tuy thân và miệng của quý vị thiện nhưng không chống nổi nghiệp lực. Thế như một cây đại thụ, mọi người rất dễ hiểu. Nếu như tâm của quý vị thiện, ý niệm thiện, cho dù thân và miệng không thiện cũng có thể cứu. Thân cây không bao giờ chết. Còn như cành lá hoa quả, dù có tốt tươi đi nữa nhưng nó không có gốc thì mấy ngày sau sẽ khô chết. Cho nên tâm thiện, ý thiện là quan trọng hơn hết. Sự tích vô tịnh ý công gặp táo thần nói được rất rõ ràng. Phàm là người nào gặp phải những chướng nạn, phải nên xem sự tích này mà hết lòng phản tỉnh. Kế tiếp là đoạn thứ hai, lại khích lệ chúng ta nhược hữu túc ác. Hai chữ túc ác này là nói quý vị hiện đang vẫn còn tiếp tục tạo ác. Quý vị vẫn chưa hồi đầu. Trong đoạn thứ nhất là nói những người tạo ác trong đời quá khứ, nay họ đã hồi đầu. Chúng ta trong đời quá khứ ác tập khí rất sâu, chúng ta rất muốn hồi đầu nhưng hồi đầu không được. Vậy thì phải hỏi, chúng ta có tâm cảnh giác hay không? Có muốn ra khỏi lục đạo luân hồi hay không? Hay là còn muốn ở trong thế gian này tiếp tục tạo nghiệp thọ báo? Điều này phải tự hỏi mình. Nếu quý vị thật sự giác ngộ, biết được cõi thế gian này là khổ, vậy thì phải hồi đầu. Hồi đầu bằng cách nào? Ở chỗ này Phật chỉ dạy chúng ta: văn ngã danh tự, tức tự hối quá. Then chốt là ở tại hai chữ hối quá. Cái gì gọi là hối quá? Trong Phật Pháp dạy, về sau không còn tái phạm thì gọi là hối quá. Tuyệt đối không phải ở trước Phật Bồ Tát cầu sám hối, ngày mai lại tái phạm. Tái phạm rồi lại ở trước Phật Bồ Tát cầu sám hối, cầu Phật Bồ Tát tha tội, đó là giả. Không thể sám trừ tội chướng được. Nhà Nho có nói bất nhị quá. Phạm lỗi lầm chỉ có một lần, về sau không còn tái phạm lỗi lầm đó nữa, gọi là chơn chánh sám hối. Chúng ta có làm được hay không? Nếu như không thể thật sự sám hối,
thì trong đời này chỉ có thể trồng một chủng tử thiện căn trong Tịnh Tông, hay nói cách khác vẫn phải tiếp tục trong luân hồi. Đến khi nào mới có thể ra khỏi luân hồi, mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì ngày đó chân thật sám hối, chân thật hồi đầu, quý vị vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Then chốt là ở tại hai chữ hối quá. Cái vấn đề này dù chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng giúp không được, tự mình làm, tự mình chịu. Quý vị cũng không nên oán trời trách người. Nếu oán trời trách người thì tội lại thêm tội. Chuyện này không có liên can với tất cả mọi người. Tự làm tự chịu. Bậc Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian đã đem chuyện này nói cho chúng ta rất rõ ràng, thấu triệt. Trong những buổi giảng chúng tôi cũng thường đề cập đến, mọi người cũng nghe quen tai, luôn luôn ghi nhớ. Không nên phạm sai lầm. Nguyên nhân sai lầm của chúng ta là gì? Là vì không bứng cái gốc. Cái gốc đó là tự tư tự lợi. Cái gốc là ngã chấp kiên cố từ vô thủy kiếp cho đến nay. Khởi tâm động niệm đều là vì ta. Ta là trung tâm của vũ trụ vạn pháp. Có cái quan niệm này là sự sai lầm rất lớn. Cái quan niệm này chính là căn bản của chúng ta. Đã có vấn đề là về căn bản bất thiện. Cho nên chúng ta tại trong Phật Pháp, bất luận dụng công như thế nào, bất luận tu học như thế nào, đều cảm thấy công phu không đắc lực, cũng không có cách nào như Đức Thế Tôn tại trong kinh điển đã nói, dụng công được thù thắng, chúng ta không đạt được. Cho nên hối quá tức là sám hối. Công đức của hai chữ hối quá này không thể nghĩ bàn. Người si mê đi lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hạnh, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế từ ma phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thank you.
hậu thế chuyển kịch Chí Thần Đại Oán. Người và người sống chung là khó nhất. Làm việc khó, làm người càng khó. Người và người sống chung với nhau đều chẳng tránh khỏi lắm lúc ý kiến bất đồng, cách nhìn không nhất trí. Lúc đó nếu một bên không chịu nhẫn nhường thì bị thử trong tâm đều chẳng vui. Cho nên sự bất hòa này là có oán. Nếu oán không giải trừ được, tích lũy lâu rồi thì biến thành hận, thì sự việc rắc rối. Cho nên hữu sở khỏe nộ. Trong bản của Khương Tăng Khải, trong câu này còn có hai câu: kim thế hận ý, biến tương tăng cực. Trong đời này chúng ta chỉ có tí oán hận. Mối oán hận nho nhỏ, có một tí sự việc không vui, nhưng đến đời sau là chuyển kịch. Nếu anh không thể hóa giải thì là chuyện rắc rối. Mối oán hận này càng tích lũy càng nghiêm trọng, biến thành mối thù hận lớn, chí thành đại oán. Cho nên gọi là oan oan tương báo, chẳng hết chẳng liễu. Chúng ta sống trong thế gian này, tỉ mỉ mà quan sát giữa người và người, báo ân thì ít, báo oán thì nhiều. Người nhà cha con đều chẳng ngoại lệ, báo oán nhiều. Còn vợ chồng hiện nay thử xem Trung Quốc và ngoại quốc, nơi nơi đều thấy. Anh xem con số ly hôn cao biết mấy. Ban đầu chẳng phải rất tốt hay sao? Qua vài ngày thì trở mặt, trở thành oan gia đối đầu. Cho nên chúng ta vẫn phải nhìn cho rõ, giả đấy chẳng phải thật, chớ quá tha thiết. Đời người tệ thế gian này mấy mươi năm thì cũng giống như người lữ khách vậy, qua hai ngày thì là đi rồi, hà tất cùng địa phương này hết lòng thiết tha như vậy, cùng họ kết oán cừu như vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây là cái lỗi lầm lớn nhất. Hãy thường thường nghĩ đến, ta là kẻ lữ hành, ta là khách, chỉ vài ngày thì lại phải ra đi, cùng với mọi người hoan hoan hỷ hỷ sống chung với nhau thì tốt biết mấy. Bất cứ việc chi khó khăn thể đều tha thứ cho họ. Đừng nên để trong lòng, như vậy thì tốt, thì tự tại vậy. Thế gian chi sự cánh tường khoảng hoại, tuy bất lâm thời, ưng cấp tưởng phá. Đây là nói với chúng ta, sự việc trên thế gian này đều là hổ tương báo đền lẫn nhau. Hổ tương báo đền, nếu như hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, thì tâm anh tự nhiên sẽ định. Tỷ như nói, chúng ta ngày nay sống trong xã hội này, bị kẻ khác đánh lừa, bị kẻ khác làm thiệt thòi. Kỳ thật chẳng có sự việc này. Tại vì sao? Nó có báo đền. Bởi thế nên quyết định chẳng có một người nào thật sự thiệt thòi, cũng chẳng có một người nào thật sự chiếm ưu thế của kẻ khác. Chẳng có. Anh đã đoạt lấy tiền của người ta, tương lai phải trả nợ. Anh hại mạng người ta, tương lai phải đền mạng. Thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả tiền. Nhân quả thông ba đời đấy mà. Chẳng có ai thiếu ai được cả. Cho nên chân tướng sự thật này quả nhiên thông đạt rồi. Tiền tài của tôi bày ra nơi đó, tôi tuyệt đối nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Người ta lấy đi, tùy tiện ai lấy cũng được. Nếu là của tôi thì tương lai anh vẫn sẽ cúng dường cho tôi. Nếu chẳng phải của tôi, vậy thì anh nên lấy đi, phải không? Cho nên anh sẽ chẳng để ý. Chẳng để ý thì tâm an rồi, thì vui vẻ rồi, thì sẽ chẳng vì những sự việc này mà u sầu. Đây đều là chân lý, chân tướng của sự thật. Vậy còn chúng ta xử thế đối người tiếp vật, tâm địa tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên chánh trực, sẽ chẳng khởi tâm tham đi lợi dụng người ta.
Tôi lợi dụng người ta tương lai kiếp sau phải trả nợ. Việc này rắc rối biết mấy. Những gì họ thiếu tôi, thôi bỏ đi, chẳng cần nữa. Toàn bộ thủ tiêu, tôi chẳng cần họ trả nữa. Trả cũng rắc rối. Món nợ này dứt hết rồi. Ta thiếu họ thì phải trả, họ thiếu ta thì chẳng cần. Thì là tự tại vậy. Cho nên gọi là ưng cấp tưởng phá. Phải mau mau tưởng phá. Tưởng phá tức là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì đương nhiên có thể buông xuống. Người tại sao không thể buông xuống được? Vì chưa nhìn thấu. Nhìn thấu thì có thể buông xuống. Nhưng tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc, tự đương, vô hữu, đại giả. Cái này là chân tướng sự thật. Tất cả phải hiểu rõ. Một người ở tại thế gian này, ở trong lục đạo, đều là cái nghiệp của chính mình tạo. Chính mình thọ báo. Có thể nói, bất luận chúng ta trong đời này rất hạnh phúc, hoặc giả là rất khổ não, đều là tự làm tự chịu. Quyết định không thể oán trời trách người, không thể được. Đều là cái nghiệp của tự mình tạo, tự mình trong đang thọ báo. Cho nên độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, chẳng có người làm bạn. Vợ chồng ân ái thêm mấy, lúc mệnh chung đều phải phân ly, cũng chẳng nhận ra nữa, cũng chẳng gặp mặt nhau nữa. Đây là sự thật, nhất định phải biết. Tại sao vậy? Họ hai người tạo cái nghiệp khác nhau, họ làm sao có thể đi cùng một đạo được? Cho nên khổ lạc tự đương, chứ tự đương tức là tự mình thọ lãnh, tự làm tự chịu, chẳng có ai có thể thay thế được. Thiện ác biến hóa, truy trục sở sanh, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Đây là nói một người sau khi chết đi luân hồi. Mỗi một người các tùy nghiệp của họ, thiện ác biến hóa, thiện có thiện quả, ác có ác báo. Truy trục tức là cái nghiệp lực này đang chi phối anh, khiến anh đến đó đi đầu thai, đạo lộ bất đồng, hội kiến vô kỳ. Cho nên anh hiểu rõ sự thật này, anh mới biết được cái khả quý của Tây phương thế giới. Tây phương thế giới đích thực là người thân bạn lành, đồng tham của chúng ta. Trong đời quá khứ niệm Phật đã vãng sanh, chúng ta đến Tây phương cực lạc thế giới thì mới thường thường tụ hội ở một nơi. Nếu như chẳng sanh đến Tây phương thế giới, muốn tương lai sanh đến lại tụ hội một chỗ, đó là vọng tưởng của anh, chẳng phải sự thật. Sự thật là hội kiến vô kỳ, cái này mới là sự thật. Hà bất ư cường kiến thời, nỗ lực tu thiện, dục hà đại hồ. Phật ở chỗ này khuyên chúng ta, hiện tại thân thể chúng ta rất khỏe mạnh, rất cường tráng, tại sao chẳng thừa dịp này nỗ lực để niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Chỗ này nói đến vấn đề tu thiện, tức là chỉ cho niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tuân thủ giáo giới của Phật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chúng ta tịnh tông đồng tu, đặc biệt đề ra năm khoa mục của lúc bình thường tu thiện. Năm khoa mục thì dễ nhớ. Thứ nhất là tam phước. Tam phước là đại căn đại bổn. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là tam phước đấy, là khoa mục thứ nhất. Khoa mục thứ hai là lục hòa, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân.
Đây là luật hòa. Với điều cơ bản này nhất định phải tuân thủ. Từ trên cơ sở này lại tu tam học, giới học, định học, tuệ học. Lại học cách giữ nguyên tắc sự thế đối người của Bồ Tát, lục ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sau cùng lại tu thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Từ lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai đến phổ giai hồi hướng. Đây là trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta, xử thế đối người tiếp Phật tất phải tuân theo lời giáo huấn. Điều này tức là nỗ lực tu thiện vậy. Nhiên hậu lại phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì cái thiện này của anh mới viên mãn. Cái thiện này của anh sẽ chẳng thối chuyển. Đó mới gọi là chân thiện. Giả như chẳng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái thiện của anh tương lai có thể được nhân thiên đại phước báo. Đời sau là nhân thiên đại phước báo. Khi phước báo hưởng hết rồi lại phải đọa lạc. Cho nên cái thiện đó thì là chẳng cứu cánh. Chúng ta nhất định phải tu cái thiện chân thật cứu cánh viên mãn, tức là quyết định phải cầu sanh tịnh độ. Dục hà đãi hồ, tức là không thể chờ đợi thêm nữa. Anh còn phải chờ đến bao giờ? Ngay bây giờ thì phải làm, không thể chờ đợi thêm nữa. Có số người trước kia, khi tôi xuất gia chẳng bao lâu, tôi có quen một vị trưởng lão ở Đài Loan. Tôi đi gặp ông ta, ông lúc đó đã hưu trí. Tôi nói sự lợi ích của Phật pháp với ông ta cũng tán thành. Đối với sự xuất gia của tôi, ông cũng rất tán thành. Ông nói con đường của thầy đi rất chính xác, không sai. Tôi khuyên ông ta niệm Phật, ông nói tôi còn phải chờ thêm vài năm nữa. Bây giờ còn có việc phải làm, vẫn chưa được. Tôi phải chờ thêm vài năm nữa. Mới qua hai năm thì ông ta chết mất, lại phải đi luân hồi nữa, không thể chờ. Chờ không được. Xin chớ tưởng rằng tôi hiện nay hãy còn trẻ, tôi còn có sự nghiệp, trong gia đình còn phải chiếu cố, chờ thêm vài năm nữa, chờ vài năm nữa mới tu. Anh có ký hợp đồng với vua Di Vương không? Anh biết anh vẫn có thể trụ thế bao nhiêu năm nữa hay sao? Nên biết rằng một hơi thở không hít vào nữa thì là đời sau rồi. Không thể nói hãy còn trẻ. Huỳnh Tuyền Lỗ Thượng Vô Lão Thiểu. Chúng ta hãy thử nhìn những ngôi công mộ nơi nghĩa trang kia, nhìn xem những bài vị siêu độ, biết bao nhiêu là người trẻ. Cho nên quyết định không thể chần chờ. Chúng ta nghe được rồi, hiểu rõ rồi thì hãy lập tức đi làm. Phải hết lòng nỗ lực để tu hành, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ vậy. Đêm rất dài với người khó ngủ,
đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành bất thiền, như người mù lạc lõng tối tăm, người làm việc ô khổ bất thiện. Chữ ô là và khổ này nói chẳng hết. Vậy nếu quý vị muốn biết nhiều thêm một tí thì trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói nhiều hơn. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có phần kinh văn rất dài, đem cái nhân nhân quả quả của lục đạo luân hồi cũng nói được rất là tường tận, đặc biệt là địa ngục đạo nói được rất tường tận, ưu khổ bất tuyệt. Sanh thời khổ thống, lúc đến thì là rất khổ, lão diệt khổ thống. Con người ưa thích sống lâu, sống lâu thì phải nhận chịu sự khảo nghiệm của cái già, nói một cách khác phải nhận lấy cái già khổ. Không ưa thích già khổ vì là đoán mạng rồi, anh vẫn phải nhận chịu, phải nhận chịu bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống, sanh lão bệnh tử. Chúng sanh trong lục đạo chẳng có một ai có thể tránh miễn được, tất cả đều phải tiếp nhận. Là nói với anh, cái thế gian này chẳng có vui, chỉ có khổ. Khổ là thật, còn vui là giả. Anh cứ ngỡ rằng thân thể này rất khỏe mạnh, rất vui vẻ, kỳ thật là một thân bệnh hoạn. Vui ở chỗ nào đâu? Ba bữa ăn là ba bữa ăn thuốc, anh xem không ăn thì đói khổ. Cái khổ này lập tức đến liền, đến lúc thì phải cho anh một tí thuốc để điều trị, điều trị không điều trị thì bệnh lại bộc phát, là bệnh đói đấy. Anh mới biết được cái thằng này chẳng phải là đồ tốt. Ngoại trừ cái sanh lão bệnh tử ra, còn có ác xú bất tịnh. Tăng Gia Ba ở vùng nhiệt đới một ngày không tắm thì mùi hôi thối toàn thân tỏa ra. Có gì là khả ái đâu, vô khả lạc giả. Những chân tướng của sự thật này, chúng ta tại sao có thể sơ xuất đi được? Vì chẳng có phát hiện. Người minh nhãn thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thế gian này chẳng có một thứ nào là khả ái cả, đều là giả. Chẳng có một thứ nào là thật cả. Cho nên người đừng nên tự mê. Kẻ mê khác chẳng thể làm anh mê, là tự mình làm mình mê, tự mình hồ đồ đấy, tự mình tạo tội nghiệp. Cái hiện tượng mê này, chúng ta cử một thí dụ. Người thế gian mê nơi tài bảo, hiện tượng này rất phổ biến. Anh thử nghĩ xem, có phải tự mình đã mê rồi sao? Tài bảo là của anh à? Địa phương Tăng Gia Ba này chánh trị thanh minh, lòng người chất phát mộc mạc, trị an rất tốt. Ngày thay thế giới này, đây là một địa phương rất hiếm có. Trước kia tôi giảng kinh tại Hồng Kông, trong nhóm bạc học cũng có rất nhiều người có tiền, giàu có. Lúc tôi không giảng kinh, họ đưa tôi đi dạo phố, đi xem nơi tàn trữ vàng bạc châu báu của họ. Tàn trữ ở đâu? Ở trong tủ bảo hiểm dưới hầm của ngân hàng. Họ chẳng dám để ở nhà, để ở nhà sợ bị trộm ăn cắp, cũng chẳng dám đeo trên thân, đeo trên thân sợ bọn cướp mất, tay còn bị họ chúng chặt nữa, bỏ vào tủ bảo hiểm. Ồ, tôi xem rồi rất cảm thán, tôi nói đây là của anh à? Dạ phải. Anh một tí này thì tôi hơn anh quá nhiều quá nhiều. Một tí này của anh có gì là lạ lùng mà mời tôi đi xem? Anh ta cảm thấy rất kinh ngạc, nói: Pháp sư, ngài có à? Tôi nói quá nhiều quá nhiều. Thầy để ở đâu? Tôi nói tôi không để trong tủ bảo hiểm, tôi để ở các tiệm vàng.
Anh thử xem, đến đó nhìn và sờ thì cho là của mình, lại chẳng dám mang về nhà, lại chẳng dám đem trên tay. Thì để trong tiệm vàng cũng vậy, trong tiệm vàng tôi cũng chẳng dám đem về nhà, cũng chẳng dám đeo trên tay. Tôi muốn xem thì đi xem, lấy ra sờ một tí cũng được, họ sẽ ngoan ngoãn đem ra. Tại sao? Là vì như vậy cho là của tôi, thì tiệm vàng khắp trong thiên hạ đều là của tôi rồi. Con người làm mê đến cỡ đó, ngu si đến thế đó, chẳng biết đem những thứ này đi làm việc thiện, chẳng biết lấy số của cải này đi tích công lũy đức, đi làm việc thiện, cất giấu ở đó mà cho là của mình. Anh bảo con ngu ngốc hay không chứ? Hiện tại sống tại thế gian này, ngày giờ chẳng dài, cho dù thọ khổ cũng rất có hạn. Giả như kiếp sau nếu đọa vào tam đồ thì năm tháng là trường cửu, địa ngục thì chẳng cần nói nữa. Ngạ quỷ, người chết làm ngạ quỷ là chuyện rất bình thường. Vả lại đa số người chết rồi đều đi đến quỷ đạo, cho nên thế gian thường nói người chết rồi thì làm quỷ. Không nhất định như vậy, lục đạo luân hồi làm gì vừa đúng lúc thì đến quỷ đạo sao? Nhưng người ta nói những người chết rồi đều làm quỷ cũng chẳng thể bảo là vô lý. Tại sao vậy? Đại đa số đều đi đến quỷ đạo. Vì sao? Loài quỷ tâm tham nặng. Người tâm tham nặng hành động quỷ quyệt. Người có tâm tham nặng, tâm tham ái nặng, quỷ quyệt gian trá, sau khi chết đều đi làm quỷ. Làm quỷ phiền phức lắm. Một ngày ở trong quỷ đạo là một tháng trên nhân gian chúng ta. Thọ mạng của nó rất dài, đoạn mạng cũng phải 1000 tuổi. Quý vị thử nghĩ, một tháng là một ngày, một năm 360 ngày, phải sống đến 1000 tuổi, thì cái khổ đó quá dài. Vừa tính như vậy thì quỷ đạo không thể đi, với địa ngục lại càng không thể đi. Địa ngục trước giờ thầy Lý nói với chúng ta, một ngày ở địa ngục là nhân gian chúng ta 2700 năm. Trung Quốc xưng là 5000 năm lịch sử, tại địa ngục mới chỉ là 2 ngày mà thôi. Thọ mạng ngắn cũng phải 1000 tuổi, còn dài thì phải vạn vạn tuổi. Anh bảo làm sao có thể đi được chứ? Điều này khiến anh phải thục kế, khiến anh phải thâm tư thục kế, thật quá đáng sợ. Nếu anh đem sự việc này suy nghĩ nhiều một tí thì anh sẽ chuyên tinh hành đạo, anh mới biết được cái khả quý của pháp môn này, sự khó được của cơ hội này. Chúng ta thật sự nắm vững rồi, nhưng thời tiết nhân duyên tốt lành này, thân thể còn đang tráng kiện khỏe mạnh, hãy gấp rút đi làm công việc này. Niên thọ toàn tận, vô khả nại hà. Nếu như anh chẳng thừa dịp này sớm làm việc này, đến khi thọ mạng anh đến rồi, anh muốn làm cũng chẳng kịp nữa. Lúc đó thì tha nại hà cũng luống công. Tu hành phải nhân lúc còn trẻ càng tốt. Tuổi trẻ niệm Phật, làm việc đạo, có tinh thần, có thể lực, tỉ như làm một Phật thất, họ chẳng mệt. Niệm một ngày một đêm, 2 ngày 2 đêm chẳng sao. Còn tuổi già rồi, 70-80 tuổi thì không được. Rất muốn niệm Phật, niệm vài tiếng Phật hiệu thì mệt đừ, muốn đi nghỉ ngơi giây lát. Anh bảo như vậy thì làm sao được? Cả thảy đều phải nhân lúc tuổi trẻ, lúc thân thể cường tráng, phải thật sự nỗ lực đi làm. Hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu, hoặc là mê hoặc. Đối với đại đạo chân thật, người mê hoặc nhiều, người giác ngộ thì ít. Cho dù là người niệm Phật, chúng ta thường nói người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Nguyên nhân gì vậy? Người niệm Phật cũng mê hoặc, ngu si, mong muội, tham ái,
họ chẳng đoạn. Niệm Phật cách này không thể vãng sanh. Có nhiều người niệm Phật, mục đích của họ là cầu nhân thiên phước báo. Họ chẳng có nghĩ đến cái đáng sợ của sanh tử luân hồi, vẫn cứ tham đồ sự hưởng thụ hiện tiền. Điều này chỉ là có. Người thật sự giác ngộ ít, các hoài sát độc. Người người chúng ta bình thường thường thấy ba bữa ăn còn phải ăn thịt, chẳng những phải ăn thịt còn phải ăn sống. Ăn sống thì phải sát sanh. Tại sao phải ăn? Là tham đấy, tham độc. Họ chẳng phải hận nó muốn ăn nó, họ là thích nó muốn ăn nó. Quý vị tự nghĩ thử xem, thích nó muốn ăn nó, cho nên ưa thích đến cực điểm thì sẽ bị họ ăn mất. Điều này không tốt, việc này chẳng phải việc tốt. Sân này có sát, trong tham ái cũng có sát. Các hoại sát độc, ác khí minh minh. Đây thật tại mà nói, chúng ta những người ngu si, những người tâm không thanh tịnh, nhìn không ra được. Những người có định công, những người tâm địa thanh tịnh, thấy được. Tục ngữ chúng ta gọi là sát khí. Đây là ác khí minh minh, tức là sát khí. Địa phương này có sát khí thì địa phương này làm sao có thể tốt được, làm sao có thể thái bình. Đây là người quỷ súc sanh hoàng hoàng tường báo. Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan. Chưa vui lục trần dung.